Xin chào các bạn, đây là chiếc gimbal WeWow Sport X1 dành cho GoPro và điện thoại. Tôi xin giới thiệu cùng các bạn một cái cách để cân lại cái gimbal này. Recalibration. Cái này thì ở trong sách hướng dẫn không có. Lần mà các bạn sử dụng, nếu mà nó hoạt động không đúng hoặc là bị làm sao đấy thì chỉ cần làm thao tác này là nó sẽ hoạt động trở lại. Đấy, đầu tiên thì các bạn hãy đặt nó ngang như thế này. Hãy nhìn cái này, đây là cổng sạc, các bạn hãy đặt ngang như thế này, đặt lên một cái phẳng, ví dụ sàn nhà hoặc nền đất, giữ chặt và bấm nút để bật, và hãy nhớ là phải giữ nút này đến lúc mà bạn nhìn thấy nó quay vài vòng. Đây, tôi sẽ làm ngay bây giờ, bấm và giữ, bạn tiếp tục giữ. Xong, tắt rồi tắt.